Dạ thưa thầy, lúc nãy thầy đố bọn em câu ca dao, em đã trả lời đúng và được điểm cao, trong khi bạn Tiểu Bảo Bảo trả lời sai và còn bị thầy phạt, nên bạn ấy sinh lòng thù ghét em. Lúc nãy trong giờ ra chơi, bạn ấy đánh em, còn đẩy em ngã nữa. Bạn Thơ Nguyễn làm lớp trưởng, nhưng do nhà bạn Tiểu Bảo Bảo giàu hay cho bạn ấy kẹo, nên bạn ấy đã không đối xử công bằng mà còn bênh bạn Tiểu Bảo Bảo nữa. Theo em, người như vậy thì không xứng đáng làm lớp trưởng ạ. Không có ai sao? Nếu không có ai làm chứng thì việc bạn Tiểu Bảo Bảo đánh bạn là rất nghiêm trọng. Ngày mai em hãy mời bố mẹ đi gặp thầy. Còn về Thơ Nguyễn, thưa thầy, em có ý kiến ạ. Có chuyện gì vậy Suga? Thưa thầy, lúc nãy trong giờ ra chơi, em có thấy bạn Nguyễn Thành Nam dùng điện thoại quay video, nói là làm thử thách 24 giờ gì đó. Rất có thể bạn Nam đã quay được cảnh bạn Tiểu Bảo Bảo và bạn Heri nói chuyện. Thật như vậy không bạn Nam? Dạ thưa thầy, lúc đó em mải quay video nên cũng không để ý ạ. Được rồi, em hãy mở lại đoạn video đó cho cả lớp xem đi. Dạ vâng ạ. Ok, xin chào tất cả các bạn. Tôi là Nguyễn Thành Nam. Hôm nay tôi xin thực hiện thử thách 24 giờ trong lớp học. Ok, hiện tại bây giờ đang là giờ ra chơi. Còn đây là các bạn trong lớp tôi. Heri, tại sao cậu lại dám lừa mình như vậy? Cậu có biết mình bị cậu hại, làm thầy giáo phạt đứng, mỏi hết cả chân rồi không? Cậu phải đến gặp thầy giáo và giải thích cho mình, đồng thời xin lỗi mình trước cả lớp. Đau quá! Cả lớp ơi cứu tớ với, bạn Tiểu Bảo Bảo đánh tớ này. Vậy là mọi chuyện đã rõ rồi. Heri, tại sao em lại làm như vậy? Dạ thưa thầy, lúc ấy bạn Tiểu Bảo Bảo cứ quay sang hỏi bài em. Em tốt bụng mới nhắc bài cho bạn ấy, nhưng mà chẳng may em đọc nhầm thôi ạ. Vì sợ thầy mắng nên em không dám giải thích với thầy. Em xin lỗi thầy ạ. Vậy còn chuyện em vu oan cho bạn Tiểu Bảo Bảo đánh em thì sao? Thôi chết rồi, làm sao bây giờ ta? À, nghĩ ra rồi. Dạ thưa thầy, lúc đó bạn Tiểu Bảo Bảo cứ một mực đòi em phải xin lỗi bạn ấy trước cả lớp. Lúc em đã đứng lên để xin lỗi thì chẳng may bị vấp té. Em lại cứ nghĩ là do bạn Tiểu Bảo Bảo đẩy em nên em mới nói vậy ạ. Thì ra mọi chuyện là như vậy sao? Được rồi, dù sao bạn Heri cũng không phải cố ý, bạn ấy cũng đã biết lỗi của mình rồi nên thầy sẽ không truy cứu nữa. Tuy nhiên Heri phạm lỗi nhắc bài cho bạn, cho nên thầy sẽ thu lại điểm 10 mà thầy đã cho em. Đồng thời, em cũng phải xin lỗi bạn Tiểu Bảo Bảo. Bạn Tiểu Bảo Bảo ơi, cho mình xin lỗi nhé. Chỉ là hiểu lầm thôi. Mình cũng không còn giận cậu nữa đâu. À, mà đúng rồi. Suýt chút nữa thì thầy quên mất. Thầy đã cấm các em mang điện thoại đi học rồi cơ mà. Dạ thưa thầy, em xin lỗi thầy. Tại vì em đã chót hứa làm thử thách 24 giờ ở trong lớp học cho các bạn xem rồi ạ. Thôi được rồi, dù sao lần này cũng nhờ có em mà mọi chuyện mới được làm sáng tỏ. Tuy nhiên, nếu lần sau em còn tái phạm thì thầy sẽ tịch thu điện thoại của em. Khi nào bố mẹ em nên gặp thầy thì thầy mới trả điện thoại đó, rõ chưa? Dạ, em rõ rồi ạ. Buổi học của chúng ta hôm nay đến đây thôi. Các em về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ. Ngày mai mang vở đi cho thầy kiểm tra. Chúng em chào thầy ạ. Ha ha, ta học rồi, thích quá. Mình về chơi game đi Mao Ca. Thế còn bài tập về nhà thầy đã giao thì sao? Thì mình cứ đi chơi, sáng mai mình dậy sớm thì mình học, hoặc là mình có thể bảo với thầy là mình đã quên vào bài tập ở nhà rồi. Ừ nhỉ, nghe cũng có lý đấy. Vậy thì đi thôi. Suga ơi, chuyện hôm nay cảm ơn cậu nhé. May mà có cậu, không thì hôm nay mình với Tiểu Bảo Bảo bị oan mất rồi. Không có gì đâu, bạn bè cùng lớp với nhau mà Tiểu Bảo Bảo đâu? Mọi hôm vẫn thấy bạn về cùng bạn ấy cơ mà. Lúc nãy bà của bạn ấy đưa bạn ấy đi chơi rồi. Mình muốn về nhà nên không đi cùng. Vậy à, mà nhà bạn hình như cùng đường với nhà mình, để mình đi cùng bạn về nhé. Ừ, vậy thì đi chung đi. Hôm nay mình đi về một mình, cũng đang buồn đây. Hừ, tức quá. Suga lại đi giúp con nhỏ Thơ Nguyễn đáng ghét đó. Mà dạo này mình thấy Suga thân với con nhỏ đó ghê. Hôm nay còn rủ nhau về cùng nữa. Không được rồi. Nếu mà cứ để như vậy thì nửa gần rơm nâu ngày cũng bén. Mình phải tìm cách để con nhỏ đó tránh xa khỏi Suga của mình mới được. À, nghĩ ra rồi. Mình sẽ viết hai mảnh giấy này và đặt ở trong ngăn bàn của Suga và cái đồ đáng ghét đó. Ngày mai thôi, khi hai người đó đi học, nhìn thấy hai mảnh giấy, họ sẽ không còn nhìn mặt nhau nữa đâu. He 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 he. Tiểu Bảo Bảo ơi, bài tập hôm qua thầy giao, cậu đã làm hết chưa? Mình làm mãi mà chả được câu nào, thế là mình nhờ bà mình làm cho. Dù sao thì bà mình cũng học dốt giống mình. Chắc thầy giáo không phát hiện ra đâu. Trời ơi, bó tay với hai bà cháu nhà bạn luôn đó. Mảnh giấy gì đây? Thơ Nguyễn, cậu là cái đồ xấu xí. Lần sau đừng có đi về cùng mình nữa. Mình ghét cậu. Ký tên Suga. Hừ, cái đồ Suga đáng ghét, cậy mình đẹp trai mà dám chê mình xấu xí. Từ nay mình sẽ không chơi với cậu ta nữa. Suga, cậu là cái đồ ngạo mạn. Lần sau đừng có đi về cùng mình nữa. Mình ghét cậu. Ký tên Thơ Nguyễn. Hừ, Thơ Nguyễn đáng ghét, cậy mình là lớp trưởng, dám bảo mình là ngạo mạn. Từ nay mình sẽ không chơi với cậu ta nữa. Ha ha, thành công rồi. Nhìn cái mặt tức giận của cái đồ đáng ghét kia mà mình thấy sung sướng quá. Cuối cùng thì ta cũng đã trả được thù rồi. Thầy giáo đến. Cả lớp đứng. Chúng em chào thầy ạ. Thầy chào các em. Mời cả lớp ngồi. Hôm nay thầy sẽ kể cho các em nghe một câu chuyện về cuộc đua của rùa và thỏ. Thỏ ỷ mình chạy nhanh nên nhởn nhơ đuổi bướm hái hoa, trong khi rùa miệt mài chạy về đích. Cuối cùng thật bất ngờ, rùa chậm chạp như vậy mà lại chiến thắng. Bài học rút ra đó chính là chúng ta không nên coi thường người khác. Hừ, Suga đúng là ngạo mạn như con thỏ. Thơ Nguyễn đúng là coi thường người khác như con thỏ. Tan học rồi, mình về thôi Thơ Nguyễn. À Suga, mình cảm ơn bạn chuyện hôm qua nhé. Mà nhà bạn cũng cùng đường với bọn mình đúng không? Hay là bọn mình cùng về đi. Mình sẽ mời bạn ăn kem để trả ơn cho bạn chuyện hôm qua. Mình không về chung với người nghĩ mình ngạo mạn đâu. Còn mình cũng không về với kẻ nghĩ mình xấu xí. Hơ, hơ. Hello, xin chào tất cả quý vị khán giả và các bạn. Mình là Đoàn. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả và các bạn đã đồng hành cùng Đoàn Vlog trong thời gian vừa qua. Để đáp lại tình cảm đó thì sắp tới đây mình sẽ cho ra mắt bộ phim Lớp Học Siêu Quậy phần 2. Bật mí với các bạn là ở phần này chị Thơ Nguyễn và anh Tiểu Bảo Bảo sẽ không là những giáo viên và phụ huynh nữa, mà sẽ trở thành những học sinh cùng với rất là nhiều những người bạn học nổi tiếng của mình như là LTL Vlog, Bella, BTS, Minh Mập, Bánh Bao, anh em nhà Mao Ca, Mao Đệ sẽ đem đến cho chúng ta những phút giây vô cùng là hài hước và thú vị. Nếu các bạn thích, hãy cho mình một like, đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.